chào các bác nhé. Hôm nay thì lại lên xin giới thiệu cho các bác một cái dòng xe có cái phân khúc bán chạy nhất thị trường hiện tại. Đây là cái dòng xe 58kW, model thì bọn em đang để là TP926. Động cơ Zunay 58kW IN27 GBZ, turbo tăng áp đầy đủ. Cái dòng này thì bên em đang thiết kế là cái két nước làm mát rất là lớn, đảm bảo cho các bác hoạt động công suất ngày tầm khoảng 12 tiếng liên tục cũng không vấn đề gì. Cầu hộp số chiếc này thì bên em cũng vẫn đang sử dụng tay trang thủy lực, thao tác tay chân thủy lực này, em điều khiển này. Đấy, nhưng mà cái cần nó không bị tụt nhá. Tay chân cơ là khi tắt máy đi mà các bác sử dụng là thao tác cái này thì vẫn đang bị tụt cần. Đấy, như em thao tác ấn này, không bị tụt cần đâu. Con này thì sử dụng lốp 20.5/70/16. Thực tế thì 20 với 23 nó là một. Xác xe 3.9, động cơ 58kW, gầu 0.9. Chiều cao xả tải của chiếc này thì được là 3m3, 3m35. 3m35, chuẩn là 3m35. Vô tăng áp đầy đủ nhé. Bình ắc quy này, hai bình ắc quy khô. Chiếc này thì bên em vẫn bảo hành 1 năm. Chiếc này thì là cầu dầu phanh hơi số tự động, có hệ thống cài cầu đầy đủ. Trong cabin thì có trang bị radio, quạt gió USB. Con này thì nếu mà bác nào mà làm thời tiết nóng thì có thể lắp thêm cái điều hòa điện bên ngoài. Tay thật trước cứng chưa? Chốt bạc các thứ mới nhỉ. Ngoài ra thì em đang còn một con Lugong này, đời 2022. Con này thì là hàng đại lý bọn em kéo về bán xả kho đấy. Bảo hành vẫn 1 năm. Con này từ tháng 5 2022, sản xuất tháng 5, bọn em nhập về như tầm tháng 7 xong. Đấy, con này thì được cái ưu điểm là động cơ lắp động cơ quay chai bền lắm. Con này thì bác nào mà dùng nông sản hoặc là làm góc gỗ cao thì hợp lý. Độ cao được 4,5 m. Đường chờ, van chờ, kẹp gỗ đầy đủ rồi. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Chào các bác nhé.